hai các bạn, ở miền Nam nước Ý, bạn có thể tìm thấy một con đường sắt bờ biển dài đến 50 cây, là một nơi có những phong cảnh đẹp nhất nước Ý. Từ làn nước trong xanh đến những thành phố cổ lãng mạn, bạn có thể trải nghiệm được cách sống theo La Dolce Vita mà người Ý hay nói. Đó là hai thành phố Amalfi và Positano. Hãy theo Huy khám phá nơi này trong hai ngày tiếp theo. Rồi mình đã đến cái quán của khách sạn cổ này. Giờ ăn sáng thì chuẩn bị đi Positano nha. Đồ ăn rất là ngon và rất tiếc là đã quên không có quay. Thật sự mang đồ ăn ra là nàng book cho một phát hết sạch đồ ăn luôn, không kịp quay luôn. Chưa kịp bật máy camera là thấy đã mất hai quả trứng, ba miếng bacon và hai cái pancake rồi, chờ đó rồi một ly cà phê nữa. Cho nên là mọi người thông cảm nhé, Huy không kịp quay và bây giờ cũng muộn rồi, cho nên là chắc phải đi lấy cái xe thôi. Oh, that's for my. That's for me already. Perfect. The first one is your car. The black car. You can go. Mình đã lấy được xe rồi, một cái xe Mini Cooper nhỏ xinh xinh, không có gì đặc biệt cả. Ok, bây giờ mình đến cái trạm đầu tiên của mình. Cái phí cầu đường. Nó cũng không khác từ Việt Nam. Qua đâu? Thẻ đâu? Đó, kế bên. Không, thẻ nó vừa nãy có cái thẻ này rồi. That's not ours. Is this one or what? Yeah. Sau 200 cây chứ, mình đã đến nơi cái chỗ thu phí để xem nào. Vừa nãy rút cái thẻ này không biết có đúng không? How much is it? 16? 16.50. Gần 300 ngàn. Grazie. Ok rồi. Ok, thì vợ lại đúng. Vợ lúc nào cũng đúng. Có 16.50. Sao người còn nạt vợ chứ? Đâu có nạt, ai nạt vợ đâu. Vừa nãy có cái thẻ này rồi. Sorry vợ. Vợ đúng, vợ lúc nào cũng đúng. Vợ lúc nào cũng phải đúng. Nghe chưa Huy Trần? Huy Trần. Thuê xe mình nên hỏi trước là cái đoạn đường mình đi là nó có phí hay không, để mình không bị bất ngờ. Nhiều khi là mình phải mua trước mà mình không mua trước là công an nó sẽ dừng, hay hoặc là mình bị phạt, không nên. Đói bụng quá, bắt phải dừng xe để ăn cái gì đây? Hả? Pizza. That's not a pizza. Pizza gì mà có xúc xích với khoai tây trên cái pizza? Ngon không? Nhưng mà thiếu ketchup. Thiếu ketchup và tương ớt đúng không? Đúng kiểu Việt Nam luôn. Đứa đã đến khách sạn và đây là cái view. Wow. Read here. Vì là vợ quá quạo cho nên là cho vợ ăn đi ăn mực chiên trước nha. I think was this one. What is that? Pate de mozzarella. Chalo. Khoai tây với cả mozzarella. Thank you. Ây da. Bây giờ mình sẽ đi ăn một cái quán hơn 150 năm rồi ở Amalfi, nó gọi là Dajama. Không biết nói có đúng không, nhưng mà cái đó là những cái món đặc sản của vùng này.
sau khi một đường dài và đi nhầm đường bao nhiêu lần thì mình đã kiếm được cái quán kia mà người ta 7 giờ mới mở cửa, mình đến hơi sớm còn nửa tiếng nữa, nhưng mà mình cứ đến trước, ngồi trước vì sợ bị mất bàn á. Chef de cuisine. Cool, thank you. Takayama này nó nằm ở trong trung tâm của Amalfi thì nó cũng dễ tìm thôi. Vừa nãy đi quá xa xong rồi kiếm đường về nó hơi bị khó. Baby shrimp, red shrimp, langostino, cuttlefish, smoked tuna. It's big plate for the person to share. A compliment của chef. Bên trong thì chắc là cái này là đồ mặn nên mình ăn thử để biết thôi. Nào. Nó creamy. What is inside again? So that one is a salty beignet with the ricotta cheese and the Majoran. Ricotta cheese, okay. The sauce, the cherry tomatoes and the rucola sauce. Rồi đây là cái rượu vang trắng. Oh, that's really good. You will like it. Yeah. Yeah, that's good. Grazie mille. Cheers, baby. Yeah. Oh, that's a lot. I told you. Oh my god. Oh wow. This is our raw fish selection. And we recommend to start with the red shrimps, langostino, and the baby shrimps. After we have the tuna carpaccio marinated with the citrus fruit, amberjack carpaccio marinated with the coffee and the lemon. Coffee? Coffee. Mm, okay. This one is a smoked tuna with the Caesar dressing, gruber fish carpaccio marinated with pink pepper, fennel and coriander, served with the zucchini fennel and the beet. Aye. Tuna tartare dressing with the capers, basil and anchovy soil, squid with the lemon, and that one is a snapper with orange. And wow, we finish with this one, we call mormora, that's a local white fish, just plain with olive oil and lemon zest. Mình để trong miệng mình mà mình không có nhai luôn, mình cứ để trên cái lưỡi của mình cho nó tan dần dần. Ăn nó thật sự là như bơ luôn mà không có hề tanh. Con này còn ngon hơn hai con trước. Thế hả? Ừ. Mình mà dắt vợ mình đi ăn mà thấy vợ happy như thế này, mà thấy vui như thế này là nói chung là chọn địa điểm rất là phù hợp và rất là đúng. Cheers. It's insane. Oh. Ok, món cuối cùng đã đến, món chính của mình là cái red snapper nui nút lò, sốt cà chua bi và nấm cục đen. Thử nào. Wow. Là biết là ngon rồi, ngon quá hả? Mm. À, bên trong là lại là ricotta, là cái phô mai. Chef, thank you for the food. Was amazing. My wife is really happy. Thank you. Thank you for that. Thank you. Grazie mille. Bị say. Bị say biển qua say sóng quá cho nên là không có chụp hình được, không có làm được cái gì hết trơn. Đi thì mọi người cũng phải coi xem người yêu hoặc vợ xã của mình có bị sợ sóng không nhá. Cái đó là phải cân nhắc trước á, trước khi lên biển là bị ăn chửi như mình á. Đấy. Mấy cái chuyện này rất bình thường. Mình đi mấy cái con thuyền khác nó đi xong nó đánh sóng thì mình nhảy qua cái sóng đó nó rất là bình thường ha. À, nhưng mà baby hơi sợ cho nên là phải đi từ từ thôi. Ok các bạn, see you guys later. Positano. Vừa nãy trên đường ra đây thì không có sức để quay. Vì sao? Vì là trên đường là bị say sóng. Hai ông này vừa mới mang cái xe
xe cổ điển đến thì đang làm thủ tục để lấy xe đó, từ thuyền nhảy tiếp sang xe mô trần. Bây giờ nghỉ ngơi một chút xíu xong nhảy lên xe thôi. Một xe Alfa Romeo là xe của hãng Ý ha, 1600 phân khối. Đây nó đề rất là rõ luôn, Alfa Romeo Giulia Spider 1963. Ok mọi người, vậy là mình đang ngồi trên chiếc xe cổ. Ôi trời ơi, xe này lái nó không có dễ, phải dùng rất là nhiều lực, nhiều sức để điều khiển cái xe. Đi Positano không có gì hay hơn là đi mô trần hoặc là đi xe máy. Như mọi người thấy, tay lái gỗ ha, rất là sát người Huy, nó rất là cao nữa. Tay lái mình cũng không chỉnh được. Mà cái điều đặc biệt đó là mình lái bằng sức. Đó, mình bắt đầu mình lăn xe thì lái nó mới dễ. Một ngày siêu hoàn hảo, một kết thúc hoàn hảo, xuất sắc. Nói chung là thấy bà xã mình happy và vui là biết được là một ngày nó xuất sắc như thế nào. Ok mọi người, cảm ơn. Mà mọi người có gì comment ở bên dưới xem mọi người thấy video Huy làm như thế nào. Nói chung kinh nghiệm vẫn ít cho nên là có gì các bạn thông cảm ha. Nhưng mà nhớ comment nha, tại vì tất cả những comment của các bạn sẽ giúp cho cả Vân và Huy làm những cái content tiếp theo sẽ tốt hơn. Yes sir. Xin chào. Good night mọi người. Bye bye.